Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Luyện Chữ Đẹp Cần Dục. Và ở video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái dụng cụ để mình trang trí giấy. Dụng cụ này sẽ để trang trí những cái viền giấy ứng dụng khi mà các bạn muốn viết một cái bức thư. Chúng ta vẽ trang thay vì mình vẽ trang trí thì mình sẽ dùng cái rập để mình trang trí lên, hoặc là mình làm thiệp. Những đặc biệt là những bạn thích trang trí những cái vật dụng dễ thương, xinh xắn bằng giấy thì chúng ta có thể sử dụng cái rập này. Bên dưới của mình thì có 4 mẫu rập, mình có rất nhiều mẫu rập khác nhau. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn 4 mẫu rập. Rập giấy thì như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng một cái tờ giấy trắng hoặc là bất kỳ một cái tờ giấy nào các bạn thích. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái khuôn rập và chúng ta sẽ tạo ra được những cái rập giấy yêu thích. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng cho các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng một cái tờ giấy màu trắng hoặc là bất cứ tờ giấy nào cũng được. Rập này là rập bằng tay nên mình sẽ sử dụng tốt. Khi mình sử dụng những cái giấy mỏng thì mình chỉ cần dùng lực nhẹ thôi, mình có thể dễ dàng tạo ra những khuôn giấy. Với những tờ giấy cứng và dày thì chúng ta sẽ dùng lực tay và chúng ta nhấn thật mạnh xuống thì nó cũng sẽ tạo ra được những rập giấy. Rập bằng tay này nó sẽ tùy theo cái mức độ của giấy thì mình sẽ dùng lực nhiều hay ít. Mình sẽ thử cho các bạn xem cái rập này. Cách sử dụng ở đây nó có cái khe. Chúng ta đặt cái giấy vào cái khe hở này. Vậy thôi, rồi chúng ta sẽ dùng tay chúng ta rập xuống, nhấn cái tay xuống nè, nhấn cái tay của mình xuống. Mình rập. Mình đặt sát vô cái khe này nha. Mình rập giấy, mình rập đó. Tạo ra được cái mẫu. Đây là cái mẫu của cái rập này. Tương tự thì với cái rập hình trái tim này thì mình cũng có thể tạo được những cái rập giấy. Mình đặt vào. Mình đặt giấy sát vô cái rập này. Sát vào trong. Rồi, mình sẽ dùng lực tay của mình, mình nhấn xuống đó, mình sẽ tạo được cái rập thứ hai. Mình làm thêm cho các bạn xem một cái rập nữa. Đây là rập hình trái tim nhỏ. Rồi mình đặt xuống, mình dùng tay mình nhấn xuống, dùng tay mình nhấn xuống, nhấn nhẹ đó, nhấn nhẹ xuống, dùng tay đó. Rất là nhanh, mình làm rất là nhanh. Thay vì mình phải trang trí mình vẽ thì mình làm rất là nhanh, mình chỉ cần nhấn xuống thôi đó. Sau khi mà mình đã rập xong thì mình có thể sử dụng một cái bìa lót phía sau. Bạn thấy là rất là nổi bật. Cái bìa lót phía sau có thể là một cái bìa màu đỏ hoặc bất cứ màu gì, mình sẽ thấy được cái giấy của mình lên rất là nổi bật. Ở đây thì mình có rập sẵn mấy cái mẫu này, các bạn xem nè. Mình đặt lên. Đặt lên chúng ta thấy là có rất là đẹp. Đặt những cái mẫu rập này lên những cái tờ giấy, chúng ta thấy là rõ cái khuôn rập. Sau đó mình có thể cắt những cái đường giấy này xung quanh đây thì chúng ta sẽ nổi bật cái đường giấy của mình lên. Này các bạn thấy nè, cái mẫu giấy trang trí của mình nó sẽ đẹp hơn. Cái mẫu rập. Tới những cái mẫu rập. Các bạn thấy là mình có thể tự tạo ra được mẫu giấy rất là nhanh. Cái này các em học sinh rất là thích sử dụng, tại vì các em hay trang trí viết bài đó để dự thi các cuộc thi viết chữ đẹp. Thì các em sẽ dùng cái rập này, chúng ta sẽ rập xung quanh cái tờ giấy hoa. Cái tờ giấy hoa mà các em viết bài á. Cái tờ giấy hoa như thế này mình có thể rập xung quanh. Rập xung quanh cái tờ giấy hoa, sau đó mình lót một cái tấm bìa màu đỏ phía dưới thì rất là đẹp. Cái tờ giấy hoa mà các em tham gia cuộc thi viết chữ đẹp thì chúng ta sẽ sử dụng rập. Chúng ta rập xung quanh cái tờ giấy này, sau đó chúng ta kê một tấm bìa đỏ lên. Thì bài viết của em, các em sẽ rất là nổi bật so với những cái bài viết bình thường khác. Nó sẽ làm nổi cái phần giấy thay vì mình vẽ trang trí. Các bạn có thể quan sát lại một số mẫu rập. Bạn nào mà yêu thích sản phẩm này thì cứ liên hệ qua đường link Facebook hoặc là Zalo của mình để tìm mua và được hướng dẫn nha các bạn. Thân chào tất cả các bạn.